Chiều ngày 31 tháng 8, Jack tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Bài hát thuộc thể loại reggaeton, Latin, lần đầu anh thể hiện sáng tác và trình diễn, thu hút khán giả. Jack cho biết, trước khi đến với âm nhạc, niềm đam mê của anh là bóng đá. Khi ấy, cậu có thể đá bóng mỗi ngày, từng thi đấu một số giải, trở thành vua phá lưới của huyện và được mời tham gia lớp đào tạo tài năng của tỉnh. Lúc đó, cậu bé Phương Tuấn rất thần tượng tiền đạo Lionel Messi, luôn ao ước được gặp nhưng cũng hiểu rằng đây là mơ ước viển vông, không thể chạm tới. Khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, Jack vẫn không thay đổi tình yêu dành cho bóng đá, cũng như được bộ môn này truyền cảm hứng mạnh mẽ. Anh cứ nghĩ về nó trong đầu mỗi ngày, cuối cùng đưa ra quyết định táo bạo, biến ước mơ gặp Lionel Messi thành hiện thực. Ngày 11 tháng 5, Jack sang Paris, Pháp để chuẩn bị cho buổi hẹn gặp Messi. Buổi gặp gỡ định mệnh này mang đến cho Jack nhiều cảm xúc. Jack cảm nhận rõ và muốn biến câu chuyện này thành câu chuyện truyền cảm hứng đến với cộng đồng và khán giả trẻ. Không gì là không thể, dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Và Jack đã làm điều đó với thứ mà mình giỏi nhất là âm nhạc, để truyền tải năng lượng tích cực đến với nhiều người nhất có thể. Đây cũng chính là ý tưởng đầu tiên của Từ Nơi Tôi Sinh Ra, được Jack thực hiện như một sự tôn trọng với huyền thoại sống Messi. Em không xem sản phẩm này là một MV, mà là cách mình trân trọng và lưu giữ khoảnh khắc với một huyền thoại sống, cũng như hành trình tôi tìm được lý tưởng sống cho riêng mình. Jack cho biết trong khoảng thời gian không hoạt động nhiều, anh đi tìm bản ngã con người mình, muốn sống có mục tiêu để truyền tải năng lượng tích cực đến nhiều người, chứ không riêng bản thân mình. Với tinh thần đó, Jack nghĩ đến một ca khúc Latin mang màu sắc âm nhạc lễ hội, có giai điệu tươi sáng, đầy năng lượng, luôn thôi thúc và hướng tới những điều tích cực. Jack chia sẻ để hợp tác với Messi, anh đã không có bất kỳ hình thức hợp tác nào trong MV, mà anh đã bỏ toàn bộ bằng tiền túi để theo đuổi giấc mơ này. Thậm chí, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra cũng không bật kiếm tiền trên tất cả các nền tảng. Em đã theo đuổi giấc mơ này từ lâu rồi. Ngoài âm nhạc, em rất thích bóng đá. Nhưng để thực hiện ước mơ gặp thần tượng của hàng triệu giới trẻ, thì mình hãy bắt đầu từ đâu? Bản thân lúc đó, em cũng không biết mình phải làm gì cả. Jack cũng cho biết, anh đã mất nhiều tháng học tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với siêu sao Messi. Jack tâm sự đã dành thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi đi chậm và yêu thương cuộc sống, nhìn về gia đình, người hâm mộ nhiều hơn. Tất cả mọi thứ đều trở nên chậm rãi lại. Tự dưng tôi có mục đích sống, yêu bản thân hơn, vì trước đó tôi chỉ lo làm việc từ ngày này qua ngày khác, thậm chí có những hôm mệt quá, còn ngủ trong thang máy, ekip còn phải dừng 5 phút để tôi ngủ trong đó. Không phải vì tôi muốn than thở, mà thật sự có lúc tôi ốm yếu, rất mệt, nhưng vì tần suất công việc nhiều quá nên quên mất phải làm gì cho cuộc sống này. Jack nói, từ câu chuyện của mình, anh muốn động viên các em đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đam mê và hy vọng. Hãy luôn tự tin, nuôi dưỡng ước mơ của mình và có thể một ngày trong tương lai sẽ chạm tay vào giấc mơ, anh nói. Jack cũng lên kế hoạch bán đấu giá chiếc áo cầu thủ có chữ ký của Messi, trích vào quỹ hỗ trợ các tài năng bóng đá trẻ. Trước khi tin tức này được hé lộ, Jack đã tạo ra dấu ấn bằng hàng loạt các bài đăng bí ẩn, một số chi tiết để hé lộ thông tin sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Lionel Messi trong MV của anh. Sau đó, các đom đóm đã vô cùng tự hào về thần tượng của mình. Jack không ngần ngại chia sẻ ảnh có hình của Messi để thể hiện sự hân hoan và hào hứng trước viễn cảnh hợp tác độc đáo này. Việc Jack chính thức theo dõi tài khoản Instagram của Messi đã là một dấu hiệu rõ ràng về sự kết nối giữa hai người. Biểu tượng con dê, biểu tượng của GOAT, Greatest of All Time, xuất hiện thường xuyên trong các bài đăng của Jack, đồng thời cũng là biểu tượng tôn vinh sự huyền thoại trong bóng đá một cách tinh tế. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra hứa hẹn sẽ là một sự kết hợp táo bạo và đầy cảm xúc. Hy vọng rằng ánh sáng vĩ đại của Messi sẽ soi chiếu, giúp vơi bớt đi khó khăn trong giai đoạn vừa qua của Jack. MV mới nhất của Jack chỉ đạt 5,7 triệu lượt xem, con số cực thấp, mà nếu là những MV trước, có thể sẽ đạt nhiều hơn chỉ trong một ngày. Còn Jack hiện tại mất đến hơn 2 tuần từ hôm phát hành. Nổi lên như một hiện tượng mạng từ năm 2019, Jack trở thành một ca sĩ trẻ được khán giả yêu thích và săn đón thời điểm đó. Tuy nhiên, đến năm 2021, khi anh đang nổi đình nổi đám, anh bất ngờ bị tố chuyện cặp kè với nhiều cô gái. Thậm chí, nam ca sĩ quê Bến Tre còn bị lên án nặng nề vì bỏ mặc bạn gái là hot girl Thiên An, sinh con một mình và không hề có động thái nào quan tâm đến con gái. Scandal này trực tiếp ảnh hưởng đến tên tuổi và hình ảnh của Jack. Sau đó, anh lên tiếng xác nhận thông tin có con hot girl Thiên An trên trang cá nhân. Giọng ca sóng gió khẳng định anh và gia đình cũng cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc cô mang thai cho đến hiện tại. Nam ca sĩ cho biết dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành. Đồng thời, Jack gửi lời xin lỗi đến khán giả về những ồn ào. Nam ca sĩ chia sẻ, xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack. Quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này. Đây là việc cá nhân Jack, nên rất mong cuộc sống, quyền riêng tư của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng. Dù đã lên tiếng xin lỗi, song cư dân mạng vẫn quyết tẩy chay nam ca sĩ. Khi thông tin Jack tham gia chương trình Running Man Việt Nam chạy chờ chi 2021,
Nhiều khán giả yêu cầu chương trình phải gạch tên chủ nhân Hit Đom Đóm khỏi đội hình. Fanpage của chương trình còn bị tấn công, thậm chí còn bị kêu gọi tẩy chay. Sau đó, Jack biến mất khỏi làng giải trí một thời gian. Đến tháng 7 năm 2022, anh quay lại V-pop bằng ca khúc Ngôi Sao Cô Đơn. MV của nam ca sĩ nhanh chóng đạt top 1 thịnh hành trên YouTube. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó, ca khúc của giọng ca bên trẻ lại vướng vào ồn ào đạo nhạc. Trước ồn ào này, nam ca sĩ giữ im lặng, không lên tiếng phân trần bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, sự trở lại của Jack hậu ồn ào tình cảm khiến cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí còn lên tiếng tẩy chay, cho rằng khán giả cần phải khắt khe hơn đối với những nghệ sĩ từng vướng ồn ào, không thể để họ dễ dàng trở lại showbiz sau thời gian im ắng. Hiện tại, fanpage Jack G97 có 2,3 triệu người theo dõi, vẫn cập nhật hình ảnh mới cũng như các hoạt động giải trí của nam ca sĩ. Việc kết hợp với Messi đưa hình ảnh của thiên tài người Argentina vào trong MV được đánh giá là bước đi thông minh của Jack. Messi là biểu tượng của sự trung thủy, giản dị, nhân cách cao đẹp trong bóng đá. Ngoài tài năng chơi bóng vô tiền khoáng hậu, không ai sánh bằng, Enpulga còn được yêu mến bởi hình ảnh đẹp cả trong và bên ngoài sân cỏ. Chính vì thế, kết hợp với Messi sẽ giúp Jack nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên trung thành của Messi.